Đã có bao giờ các bạn tự hỏi rằng liệu rằng là trong cái map Hero Team này nó có cái gì bí ẩn ở trong đây? Đố các bạn biết đó là gì đó. Hôm nay, bởi vì là do là mình quá thắc mắc luôn các bạn ơi, cho nên là mình đã quyết định rằng mình sẽ đi khám phá cái ngôi làng Hero Team này. Và mình sẽ khám phá bằng cách nào đây? Mình sẽ sử dụng 1000 quả TNT để mình làm cho nổ tung cái ngôi làng này lên, và mình sẽ phát hiện được trong cái ngôi làng này có những điều bí ẩn gì nha. Ok, ok bà Hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay mình sẽ đi khám phá ngôi làng Hero Team này bằng cách là mình sẽ làm cho nổ tung ngôi làng này bằng 1000 quả TNT. À, các bạn thấy nghe hấp dẫn không? Các bạn yên tâm nha, đây chính là map của anh Mr. Dịch. Nhưng khi mà mình đã phá hủy nó rồi thì mình sẽ xây lại cho ảnh. Các bạn yên tâm, làng Hero Team vẫn sẽ được xây lại nha. Chỉ là mình sẽ phá hủy nó thử để mình xem coi liệu là trong cái lòng đất hoặc là ở trên những cái ngôi nhà này nó có những cái gì bí ẩn nè. Đó, các bạn xem nè. Đây, mình nghe nói á, là cái ngôi làng này nè, anh Vịt anh bảo á, là anh đã xây rất là nhiều những cái thứ bí ẩn ở trong cái map này rồi. Và mình không biết rằng những cái thứ bí ẩn trong map này là cái gì. Cho nên là mình muốn nhanh gọn lẹ thì mình chỉ cần có một cách thôi, là mình sẽ đặt TNT, mình làm cho nổ tung cái chỗ này lên, là mình sẽ biết được là ở trong đây có những cái gì bí ẩn. Trời ơi, quá đơn giản. Bây giờ mình sẽ tìm mọi cách để mình phá hủy cái ngôi làng này mới được. Và chúng ta cùng nhau đi phá hủy ngôi làng hay nào anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phá hủy nó nha anh em. Thì căn nhà mình phá hủy đầu tiên chính là căn nhà của trưởng team chúng ta. Đó chính là nhà của anh Mr. Dịch. Đó, ok. Chúng ta sẽ thử phá hủy nó nè. Đầu tiên mình sẽ vào trong nhà nè ha. Ok, sau đó mình sẽ lấy ra cho mình những quả TNT thật là xinh đẹp đây. Sau đó một cái hộp quạt nữa nè. Đó, để mình khám phá coi trong nhà của anh Vịt rốt cuộc nó có cái gì nha bạn. Rồi, đầu tiên là trước tiên mình sẽ đặt lên trên toilet một quả bơm nè. Sau đó mình sẽ nói dài ra ngoài đây. Mình nghĩ là trong nhà anh Vịt là nhà của trưởng team, chắc chắn phải có cái gì đó bí ẩn trong nhà nè. Đó, mình sẽ bắt đầu phá hủy căn nhà này trước. Đó, để xem coi căn nhà này liệu rằng là nó có cái gì đặc biệt nha. Ok, rồi đặt bơm ra ngoài dài ra ngoài đây này. Đó, rồi ok, chuẩn bị nha. Căn nhà đầu tiên chuẩn bị phá hủy nè. Hai, đó. Bum 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 bum. Ui trời ơi. Nổ banh luôn các bạn ơi. Wow, hóa ra căn nhà của trưởng team cũng chặt. Ui, đây, mình phát hiện ra một điều bí ẩn đầu tiên các bạn ơi. Ở dưới nhà của anh Mr. Dịch có rất là nhiều kim cương luôn. À, ông này kiểu này là trưởng team, xong đem kim cương đi giấu nè mấy bạn ơi. À, được. Giấu kim cương luôn ha, để xem coi. Ui, thì ra đây không phải là một cái hầm kim cương bình thường, mà là một căn nhà, một cái căn nhà bằng kim cương. À không, căn hầm bằng kim cương chứ, nằm ở bên dưới lòng đất. Wow, ghê nha, giấu căn nhà bằng kim cương luôn ha. Cái này có gì đây? Một nồi súp nè, có mấy cái giường này. Ôi, wow, một căn hầm. Ồ, các bạn ơi, hóa ra là dưới nhà của anh Mr. Dịch có một căn hầm bí mật. Ok, ghê đấy. À, rồi, vậy là mình đã khám phá được nhà anh Vịt rồi nè. Ok, mình sẽ nổ tung luôn căn hầm này luôn. À, gì đây? Ok, mình sẽ cho nổ tung lên căn phòng này luôn các bạn ơi. Đây, nổ đi. Rồi, lên nào. Nổ đi nào. Bum, bum 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 bum. Ok, trời ơi, cái này bằng kim cương nó không nổ được mấy bạn ơi. Kim cương cứng vậy luôn hả? Nó không nổ được luôn. Thôi kệ đi. Tiếp theo là mình sẽ phá hủy đến nhà của Timmy nha mấy bạn. Ok, rồi để xem coi liệu là nhà Timmy có gì nha. Nhà Timmy mình nhớ lúc trước cũng có một căn hầm bí mật, nhưng mà căn hầm này thì mình đã khám phá rồi, cho nên nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mình sẽ thử làm nổ xung quanh, thử xem liệu rằng là xung quanh cái nhà của Timmy có gì. Ok, rồi để mình đặt bơm ở xung quanh nha. À, đặt cái hàng rào này ra. Ok, đặt bơm xung quanh nè. Chúng ta cùng nhau chăm ngồi nào, để xem coi nhà Timmy có gì nha. À, bum 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 bum. Trời ơi, nó nổ ghê các bạn ơi. Wow, để xem coi. Ôi, ở đây nó có cái gì nữa bạn. Ô, khoan, mình thấy có cái gì ở đây bí ẩn ở đây nha. À, mình làm nổ chỗ này ra, mình thấy có gì bí ẩn ở đây các bạn ơi. Dưới cái hầm này có gì không ta? Ui, đầy bánh kem luôn các bạn ơi. Quá trời bánh kem luôn nè. Trời ơi trời, có rương gì đây? À, cũng không có gì đặc biệt cả. Đây là đường leo lên đúng không? À, hóa ra ha, mấy bạn hiểu không? Mấy bạn hiểu không? Con Timmy đồ á, nó rất là thích ăn đồ ngọt đó các bạn ơi. Bởi vậy cho nên là nó mập như heo rồi đó, cho nên là nó làm một căn hầm, nó giấu bánh kẹo của nó các bạn ạ. À, trời ơi con nhỏ này ham ăn quá, đồ ăn không cho anh em ăn chung mà đem đi giấu. Trời ơi trời, Timmy ham ăn với mấy bạn ơi. Ok,
ông dịch đó thì giấu kim cương nè, Timmy thì giấu đồ ăn. Ok, để tiếp theo mình xem con Camui giấu cái gì nha. Nhà của mình thì mình biết rồi, còn nhà Camui mình chưa biết. Ok, nhà Camui thì là một trong những cái nhà nhỏ nhất ở trong làng Hero Team, cho nên là mình nghĩ là chắc nó cũng không có gì đặc biệt nhiều đâu. Camui hiền quá mà, trời là trời, không có bao giờ mà xây những cái hầm bí mật hay là giấu giếm đồ ăn hay gì đâu trời. Thì Camui hiền lắm, để mình xem thử nha. Đặt bơm xung quanh này đó. Rồi sao mình cứ ngồi lên trên kế hoài vậy. Ok, đặt bơm xung quanh này, đi ra ngoài đây. Ok rồi, để xem nhà chị Camui có gì nha. 1, 2, 3. Bum 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 bum. Trời ơi nổ, trời ơi nó nổ kìa các bạn ơi. Wow. Nhà chị Camui thì không có gì đặc biệt cả, ngoài cái toilet. Trời ơi, nhà chị có Camui có cái hầm, nhưng mà hầm này là hầm toilet hả trời. What the hell, hầm chứa toilet phải rồi. Ok không sao, nói chung nhà của chị Camui thì không gì đặc biệt cả, bởi vì mình mới nói mà chị Camui hiền lắm, chị Camui không bao giờ giấu cái gì đâu. Ok để xem coi. Tiếp theo nữa là mình sẽ phá hủy đến nhà của mèo Simmy. Đúng rồi, ok, nhà của mèo Simmy đây mấy bạn ơi, để mình xem nha. Mình sẽ đặt bơm vào bên trong nè. Đây là cái nhà mà mèo Simmy với lại Chiron sống chung với nhau. Này thấy không, xài hai cái bàn máy tính luôn, lấy cái bàn máy tính hình con cá heo của mình luôn. Trời ơi đúng là chơi kỳ quá, tự không chịu tự xây máy tính đi, đi lấy cái máy tính của tôi. Ok, tôi sẽ cho nổ căn nhà này luôn. Không biết rằng là hai bạn trẻ sống với nhau có giấu cái gì trong nhà không ta, chẳng hạn như là quỷ đen nè, hoặc là giấu kim cương giống ông dịch, hay là giấu gì đó, tại vì cái này nhà này hai người sống lận. Để mình xem thử nha. Nổ bum 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 bum. Ôi trời ơi ghê thật sự luôn. Lại là một căn hầm bí mật mấy bạn ơi, lại là một căn hầm bí mật. Trời ơi, sao mà mình để ý nha, trong làng Hero Team của mình sao nhiều căn hầm bí mật quá vậy, phải nói thật. Ở đằng sau này có gì nữa nè. Ui một cái căn hầm gì đâu mà được lắp bằng gì ta, cái này gọi gì vậy, khói hắc điện thạch hay là khói gì ta. Oh my god, ghê nha. Ôi có tủ sách nè, có cái đầu rồng nữa nè, có giường ngủ nữa nè. Giường ngủ được trang trí bằng hoa đồ nữa ha, được trang trí bằng cái tấm kính này nữa ha, nhìn ngầu nhìn đẹp ghê ha. Trời ơi đúng là hai bạn trẻ này đi làm căn hầm bí mật. Dưới đây còn có gì nữa nè, cái đường này có gì không. Wow trời ơi, lại là kim cương, thấy chưa mình nói đâu có sai đâu các bạn thấy không. Trời ơi, trong làng Hero Team nè, ai cũng giấu kim cương hết. Trời ơi, hàng gì, mỗi lần mình đi mượn tiền ai cũng nói không có, mà trong nhà thì giấu đầy kim cương. Trời ơi là trời, mượn tiền không cho mà trong nhà giấu quá trời kim cương luôn. Được lắm, nguyên một cái hầm kim cương nè. Chiron kỳ này biết tôi ha. Ok, được lắm. Rồi, nhà của Simmy cái Chiron đã tan nát rồi. Bây giờ đến lượt nhà của Khang Dừa. Ok, ta thử nhà Khang Dừa coi. Khang Dừa, như các bạn đã thấy, nhà của Khang Dừa đây rất là to và bự nhất làng Hero Team mấy bạn, bự hơn nhà của mình luôn đó. Bởi vậy cho nên là Khang Dừa là một trong đại gia của Hero Team. Trước nhà Khang Dừa còn nuôi một con cừu và một con heo nữa nè. Trời ơi, ok để mình xem thử nha, nhà của đại gia Hero Team có gì nha. Ok, đặt TNT vào nè. Cũng có một bộ PC. Ui nhìn kìa, màn hình nè, màn hình của Khang nè. Trời ơi, màn hình này chắc một trăm inch luôn các bạn ơi, có cả nút bạc nè. Ghê. Ok rồi, được, màn hình 100 inch ha, dám giàu hơn Phong Cận nè, dám giàu hơn tôi ha, tôi sẽ đốt nhà ông luôn, đắp nhà ông bằng bơm luôn. Dám giàu hơn tôi, cuộc đời tôi ghét ai giàu hơn tôi lắm, hiểu không. Cây đã gì, Khang Dừa dám giàu hơn Phong Cận sẽ đốt nhà Khang Dừa. Ok, mình sẽ đặt bơm đầy chỗ đây luôn. Không biết là nhà Khang Dừa có căn hầm bí mật ông ta, nhà Khang Dừa mà cũng có căn hầm bí mật nữa thì mình cũng lạy luôn. Cái làng Hero Team này chỗ nào cũng có căn hầm bí mật kìa. Ok, nổ bum 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 bum. Ôi trời, nó nổ à. Wow. Không có, vậy là không có rồi. Nhà Khang Dừa là không có hầm bí mật mấy bạn ơi. Nhà Khang Dừa là hoàn toàn vô hại, không có hầm bí mật. Ê, khoan, cái gì đây? Không, cái này bên nhà Simmy. Rồi ok, có như là Khang Dừa cũng thuộc dạng là hiền, không có hầm bí mật thấy gì cả, không giấu giếm anh em gì cả. Ok, tốt, được. Rồi, coi như là mình đã phá hủy coi như là gần hết nhà của cái thành viên trong team Hero ha. Còn có mỗi cái gì ta, Gaming House là chưa bị phá hủy nè. Mình sẽ thử phá hủy Gaming House coi. Thank you.
Trời ơi các bạn nhìn nè, đây, trời ơi, nó đã, trời ơi các bạn nhìn nè, đây, cái Garmin Hao đã được lắp kính bằng TNT luôn các bạn thấy không, đó, được lắp kính bằng TNT luôn rồi này, kiểu này đó mà nổ thì thôi quá đẹp luôn, à còn chỗ này nữa, ok, lắp cho kính mít lại luôn, à, kiểu này đó mà nổ một cái là quá đẹp các bạn ơi, chuẩn bị chưa, anh em chuẩn bị chưa nào, mình sẽ cho nổ tung cái Garmin Hao này bằng 1000 quá TNT, à, 100 lửa nè. Ok, chuẩn bị nổ đi. Nổ. Ôi trời ơi. Trời ơi là trời. Wow. Trời ơi. Ôi mấy bạn nhìn này. Oh my god. Nát luôn rồi. Nát luôn cái làng Hero Team của tôi luôn rồi mấy bạn ơi. Vãi nồi thật. Oh my god. À để xem coi Garmin Hao đã bốc hơi luôn rồi. Để mình xem Garmin Hao có hầm bí mật không nha. Ủa, không có các bạn ơi. À, hóa ra cái Garmin Hao này cũng vô hại, chẳng có gì cả. Ok. Ai, à, cũng chán quá nha. Tính ra là cái Garmin Hao bự nhất Hero Team mà lại không có gì trong đó. Hey. À, để mình xem coi. Bây giờ các bạn nghĩ sao nếu như mình phá hủy hết cả ngôi làng này luôn? Mình sẽ đặt TNT khắp cái ngôi làng này luôn các bạn ơi. Mấy bạn nghĩ sao? Ok, mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử phá hủy hết ngôi làng luôn để coi là nó có hầm bí mật nào khác nữa không nha. Ok, let's go. 1 hour later. Đây mấy bạn xem nha, nó đang nổ này. Ôi trời ơi, nổ ghê vậy. Ôi trời ơi. Oh my god. Mình lỡ tay mình bấm nút cho nó nổ hết cái làng luôn các bạn ơi. Trời ơi, bơm khắp mọi nơi luôn. Trời ơi là trời. Ôi my god. Oh my god, các bạn nhìn này. Vãi nồi. Nó nổ kìa. Làng Hero Team biến mất luôn rồi mấy bạn ơi. Vãi nồi cơm điện thiệt luôn á trời. Oh my god. Ôi, tôi choáng váng vậy. Ôi, mất tiêu cái làng luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Mình thật không ngờ là nó nổ kinh khủng như vậy luôn á. Ok. Và anh em muốn mình xây lại ngôi làng này hãy bấm nút like ủng hộ cho mình nha, các bạn yên tâm đi. Cái ngôi làng này nè, chỉ là ngôi làng được copy ra thôi, còn cái ngôi làng thật sự á vẫn còn đang được giữ, anh Mr. Dịch giữ nha mấy bạn. Các bạn yên tâm là làng Hero Team vẫn an toàn nha. Cái này chỉ là làng được sao chép thôi nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Dịch, Timmy TV, Kamui TV, Mèo Simmy, Sammy Đào, Khang Dừa và Kairon để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và nếu các bạn muốn mình phá hủy thêm ngôi làng này nữa hãy bình luận cho mình biết nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu đem phải nồi, tạm biệt. Bye bye.